Cảm ơn Ngọc Thiên và xin chào mừng tất cả các bạn đã chuẩn bị đến với cặp trận đấu thứ hai của ngày thi đấu hôm nay. Cuộc đụng độ giữa PDS và đối thủ của họ Team World. Đây sẽ là một hành trình rất khó khăn dành cho các chiến binh cá voi, bởi vì BDS được đánh giá là một trong những đội tuyển mạnh nhất ở vòng khởi động, và thậm chí có thể nói là họ mạnh nhất luôn khi mà họ đã đả bại đối phương là Golden Garden với tỷ số 3-0 ở vòng trước. Đúng là như vậy, họ đánh gần như là không cho thủ bất cứ một cơ hội nào để có thể thở cả. Họ khiến cho thấy Golden Garden có những tình huống ok, đồng ý là bạn vẫn sẽ có những lợi thế trước đó, nhưng trong ván thứ hai họ vẫn biết cách làm sao để tạo được những lợi thế lớn ở trong giai đoạn của ván thi đấu với nửa cánh dưới cực kỳ khai khoáng. Và họ quay trở lại và bán ba thì không cần nói tới, ao trình hoàn toàn. Cho nên ở trong ngày thi đấu hôm nay, thật ra điểm mạnh của Team World cũng tương tự vậy, họ đã có nửa cánh dưới vô cùng rực cháy, còn đây là đội hình đến từ bên phía của BDS. Tôi cảm giác nó sẽ không có bất cứ một sự thay đổi nào cả. Thật sự khi mà tôi và anh Trung nghiên cứu về đội tuyển BDS này thì đầu tiên cái từ khóa là bất động sản vùng ven, nhưng khi mà tôi đã thấy là đội tuyển này thi đấu thì cái mindset, cái khả năng team fight của họ là cực kỳ khủng khiếp. Và giống như là anh Dương đã chia sẻ, đó là hai đội tuyển này đều là những đội tuyển thiên về macro và di chuyển rất khéo ở trên bản đồ. Và đây sẽ là thời điểm mà chúng ta được chứng kiến có thể sẽ là màn macro thi nhau macro đến từ cả hai team. Đặc biệt hết đó là Binjay. Binjay là một trong những người cũng đã có kinh nghiệm đi thi đấu quốc tế rồi, cho nên tôi cảm giác cái việc tạo ra được những sự biến động nhẹ nó vẫn có mà thôi. Còn bên phía BDS chức năng cũng tương tự vậy luôn. Có thấy là ở trong những trận đấu, đặc biệt hơn hết là ba với thi đấu chúng ta chứng kiến họ đối đầu với Golden Guardian, thì rất rõ ràng họ luôn tạo sự biến dựa trên rừng trước. Họ tạo ra được những tình huống đầu tiên với những sự bất ngờ rất là lớn, và nếu chúng ta kiểm soát được những tình huống đó, có được thế trận hòa hoãn, thì giao tranh điểm mạnh của cả hai đội sẽ là điều chúng ta rất là muốn chứng kiến ở trong những ván thi đấu này. Và thậm chí là khả năng xoay tua đội hình, khả năng hỗ trợ nhau của BDS cũng là rất ấn tượng. Do đó thì Team World ở trong ngày thi đấu hôm nay họ sẽ cần phải tập trung hết sức, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là có được lợi thế là phải chắc chiu, tránh những tình huống đánh theo kiểu là 50-50. Và hình như tôi có nghe nói là Sọp đi theo cùng với Team World để hỗ trợ, và với hy vọng rằng với Sọp có mặt trong khả năng cố vấn thì Team World họ sẽ thi đấu tốt ở giải đấu năm nay. Một điểm vừa rồi tôi nhìn thấy được trên khuôn mặt của BE đó chính là anh ta thể hiện một nụ cười vô cùng tự tin. Đây là điều tôi đang mong chờ ở các thành viên của Team World, bởi vì rất nhiều thành viên hiện tại đang đầu tiên, lần đầu tiên của họ được ra biển lớn. Thì tôi có một lời dặn dành cho Team World là anh chưa cần biết là em thi đấu như thế nào, các em hãy nở nụ cười trước, hãy nở nụ cười lấy sự tin trước. Nó sẽ là một cái tiền đề rất là lớn để khi em bước vào trong trận đấu, các em sẽ cảm giác đỡ bị ngợp giữa mọi không khí, giữa những sự cổ vũ đến từ các fans của các khu vực khác chẳng hạn. Và là những lời vô cùng quý giá đến từ anh Trung. Rõ ràng là game hôm qua, ngày thi đấu hôm qua thì họ đang có một tinh thần không thực sự tốt cho lắm. Do đó Team World họ sẽ cần phải rút kinh nghiệm từ game và thi đấu hết sức trong ngày thi đấu hôm nay. Team World bây giờ họ cũng đã sẵn sàng rồi, BDS cũng là như vậy, và chúng ta chuẩn bị đến với cặp thi đấu MOBA ngày hôm nay. Và chắc chắn rồi, bên phía BDS cũng đã sẵn sàng, họ cũng đã xem Team World thi đấu rồi nhiều, đặc biệt hết. Có lẽ như họ đã theo dõi cặp đôi Artemis cũng như là BE. Đây là một cặp đôi ACS, đây là một cặp đôi đã có nhiều kinh nghiệm với nhau rất là lâu rồi. Cho nên tôi cảm giác nó sẽ không phải là vấn đề nếu như mà cặp đôi này sẽ có thể làm mưa làm gió trong ngày thi đấu hôm nay. Và ở trong được ACS đó, Artemis đã lại rất dưỡng tượng. Anh ta đánh bại được khá nhiều điều, đầu tiên là L, rồi sau đó cô. Tức là ok, có thể đội hình không giành được chiến thắng toàn bộ trong một trận đấu, nhưng bạn vẫn để lại những ấn tượng ở trong giải được. Nó cũng sẽ là điểm mạnh mà Team World sẽ cần phải lưu ý. Rõ ràng sự trở lại với phong độ của Artemis đang giúp cho các thành viên của Team World họ đã có sự tự tin nhất định. Ở thời điểm cuối mùa giải VCS 2023 Hoàng Hôn á, thì Artemis anh ta có phong độ không thực sự là tốt cho lắm. Nhưng khi bước sang giai đoạn ASEAN, anh ta đã thi đấu tốt hơn hẳn. Và bây giờ anh ta đã có mặt trong đội hình của Team World để hướng tới, đó là chinh phục chung kết thế giới năm 2023. Và chiến thuật đến từ cả hai đội có lẽ như vẫn sẽ là những sự lựa chọn ưu tiên ở khu vực đường dưới trước. Đặc biệt hơn hết, cái tôi đang muốn mong chờ xem là con Rakan nó có thể sẽ là sự lựa chọn thứ hai là first pick hay không. Bởi vì ở trong khoảng thời gian gần đây Rakan quá hot, Rakan quá cơ động, di chuyển cấm mắt quá tốt. Và nếu như kết hợp với những cái tướng kiểu như Maokai, một thảm họa mang tên tầm nhìn là điều chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được. Và những lực cấm đã có và nó nhắm hết vào rừng. Shell và Binjay đang bị hạn chế vì tướng của mình Vi, và ngay lập tức Shell Zuni được cắm trước đó, cộng kèm tới một con Maokai được cắm bởi phía của Team Wales. Rõ ràng BDS đã nghiên cứu quá kỹ cái lối chơi của Team Wales trong những trận đấu đã qua, bởi vì hai vị tướng này sẽ giúp cho Team Wales rất là dễ chơi về giai đoạn sau khi Binjay anh ta hỗ trợ những lane của mình. Do đó Team Wales họ đã bị tước đi, đó là Vi cùng với cả Shell Zuni, sau đó là con bài Saya. Trong khi đó thì Team Wales họ cũng đang ngăn cản đối phương có được combo Ori kết hợp với cả Maokai rất nguy hiểm, và sau đó là Poppy.
Như vậy sẽ có thể xuất hiện một con Rakan nằm trong tay của BE khi mình phía của BDS họ đã khóa ngay tới con Rail. Đây là một trong những con bài khả năng mở rank vô cùng tốt, và chưa kể đến nó vẫn có thêm một Blind Pick, nó có thể xin một sự lựa chọn ẩn, chưa biết nó sẽ nằm trong tay của Shell hay nằm trong tay của Blaprop. Còn Team Wales đáp trả tức một con rỉa tông của đường trên và cộng kèm tới một con Rakan. Đây là vị tướng tôi đang rất mong chờ, bởi vì BE đánh thuận tay con này và trước kể đến khả năng kiểm soát đường của nó rất là tốt. Nhưng có một điều là bên phía Team Wales họ đã sử dụng hai vị tướng mang thiên hướng lao vào rồi. Do đó BDS nếu như họ tỉnh táo, họ có thể hướng tới là những vị tướng mang thiên hướng bảo kê nhiều hơn. Nhưng BDS đang nhá vào Lee Sin ở trong tình huống này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu sự trở lại của Lee Sin có được bên phía BDS họ lấy hay không. Nhưng quyết định của họ đó lấy Darius ở đường trên để đối đầu với cả một con cá sấu này. Ở đường trên Adam rất thích sử dụng con Darius cầm nhịp độ chết người đối đầu với cả cá sấu. Và không biết là Team Wales họ có để cá sấu ra đường giữa hay không. Thật ra kèo cá sấu với lại Darius bạn vẫn có thể chơi được. Nó sẽ dựa khá nhiều vào khả năng đỏ tay của bạn. Tay của bạn to, tay của bạn tự tin, bạn sẵn sàng lao vào những tình huống giao tranh. Còn Team Wales, nếu như Glory quyết định lật lý một con Yone ở trong đội hình này sẽ tương đối khó. Team Wales sẽ cần phải suy nghĩ xem là Binzai lấy vị tướng sát thương phép như thế nào. Nhưng mà rất là rõ ràng không còn mau Kai sát thương phép cũng tương đối là hạn chế bên trong khu vực rừng. Như vậy họ chuyển sang một con Kai'Sa. Tôi hy vọng đây sẽ là một con Kai'Sa lên những mối trang bị theo hướng sát lực. Chúng ta thấy khoảng thời gian gần đây Kai'Sa lấy sát lực quá là kinh dị ở trong khoảng thời gian đi đường cũng như là những tình huống giao tranh. Và Azir là lực cắm tiếp theo đến từ phía của Team Wales. Lát nữa tôi sẽ nói về con Kai'Sa sát lực này, nhưng bây giờ Team Wales họ đã có được một con bài Kai'Sa, một con bài được đánh giá rất mạnh, có thể đối đầu tốt với cả con Azir bên kia và kết hợp tốt với cả Baka. Như vậy xạ thủ Team Wales là rất hợp lý ở trong tình huống này. Trong khi đó Team Wales họ đã cấm đi Azir ở bên kia, ngay lập tức Talia bị cấm, bởi vì ban nãy Goriaita đã sử dụng đã nhá vào cho mình là con Yone. Và khi mà Yone xuất hiện, tỷ lệ rất cao những vị tướng sức mạnh với thuật sẽ xuất hiện ở đi rừng. Do đó quyết định là cấm Italia. Và ở gần đây tôi thấy một điểm đó là Goriaita sử dụng con Yone tương đối nhiều trong Loanh Hàn. Và Crowny chắc chắn ở trong ngày thi đấu hôm nay anh ta cũng sẽ thi đấu giống như những gì mà ta sẽ làm trước đó. Anh ta sẽ đánh theo thiên hướng là farm và hòa hoãn để chờ đợi cơ hội trong những tình huống giao tranh. Và sau đó anh ta sẽ tạo ra được những nguồn sát thương rất là lớn. Đây là điều tôi cực kỳ ấn tượng ở Crowny trong cuộc đối đầu giữa BDS và Golden Guardian. Còn Team Wales họ quyết định là chốt với những lực cấm nó hoàn thành xong. Trước đó là một Azir, bây giờ là một Ivern. Và họ đang suy nghĩ tới sự lựa chọn thứ tư của họ. Tầm này ở khu vực đường giữa hay là vai trò đi đường sẽ là vị tướng được chọn. Tôi cảm giác nên chọn quyết định từ Team Wales là họ lấy thẳng đường giữa luôn. Họ bất chấp bởi vì họ biết bây giờ những kèo thi đấu thắng được vị tướng Nico rất là hạn chế. Azir đã không còn nữa và đã không còn được con Orina. Nếu như quyết định lấy Yone để đường mạnh của BDS, họ rất dễ bị tấn công. Tại vì hiện tại đội hình của Team Wales là một đội hình đánh nửa cánh trệt. Như vậy là Nico sẽ là vị tướng mang thiên hướng make play cùng với đi đường tốt dành cho Ray. Như vậy Binjay tỷ lệ cao anh ta sẽ cầm một tướng mang thiên hướng gánh team mạnh, ví dụ như là Wukong, ví dụ như là Viego chẳng hạn. Và ngay lập tức BDS họ đang nhá vào là Alistar, một vị tướng rất là hợp lý trong tiếng này. Khi đội hình của Team Wales là một đội hình lao vào cực kỳ mạnh mẽ, Alistar sẽ cản đối phương lao vào. Ngoài ra Syndra đồng tốt với một con Nico có quét tan kẻ yếu để có thể đẩy văng đối phương ra. Đây cũng là một lựa chọn rất hợp lý ở trong tình huống này của BDS. Team Wales không còn nhiều sự lựa chọn carry ở đây rừng. Họ đang nhá vào Viego và họ quyết định cầm Viego trong tay của BJ. Bộ đội hình đánh mạnh sớm từ phía của Team Wales để nhằm mục đích là có được những nguồn sát thương cực kỳ chuẩn chỉ, rồi sau đó họ có thể kết thúc nó càng sớm càng tốt. Nếu như họ kéo dài và lâu thì không chắc lắm là nguồn sát thương của họ có thể đảm bảo được chất lượng như là cặp đôi Syndra và cả một con SG bên kia. Nên nhớ SG khả năng gần đây bắn rất đầu những tình huống quy và nó là cực kỳ chí. Nó sẽ khiến cho bất cứ một ai phía trước của phía Team Wales đều phải nhận một nguồn sát thương vừa đủ để cho họ bị ảnh hưởng và sau đó lùi về một tí xíu. Và chưa kể đến Team Wales đội hình này thiếu chống chịu. Bên này cũng thiếu chống chịu nhưng có Alistar để che. Đây là một trong những điểm ấn tượng đến từ bên phía của BDS. Alistar sẽ là một con bài rất khó chịu của BDS ở trong ván thi đấu này. Nhưng đường đơn sẽ là những cái đường vô cùng quan trọng. Tôi đang thấy là giai đoạn cấm chọn của cả hai team đều có những ý đồ nhất định. Không có một cái sự khác biệt rõ ràng giữa đội nào là đội tuyển ban pick tốt hơn. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là những người chơi xử lý kèo đi đường này như thế nào. Ví dụ như là con Barretton đối đầu với cả con Darius ở bên kia, Nico đối đầu với cả Syndra, và đường dưới cũng sẽ là một cái đường rất cháy ở thời điểm đầu ván đấu, khi mà Alistar ở thời điểm đầu ván đấu chưa hề mạnh một tí nào. Team Wales họ chọn một hình rất là dạng. Đây là một hình đánh phải cực kỳ dạng thì bạn mới có thể tự tin đánh được. Với Rakan, với Viego, với Nico, đây là những vị tướng có thể tạo được những sự đột biến. Nhưng bạn phải có đủ bản lĩnh thì lúc đó sự đột biến của bạn mới có thể cao. Còn trong khi đó phía BDS họ đánh một hình sẽ gượng. Họ sẽ gượng theo kiểu đó chính là họ chờ đối thủ lao vào tấn công, sau đó họ mới đánh đáp trả ngược lại. Bạn đánh sở hữu Syndra và đánh sở hữu Ezreal không có vấn đề gì, bạn phải dạy bạn lao vào đánh phía trước cả. Các bạn chờ đối thủ ập đến tấn công. Điều này nó sẽ khiến cho giai đoạn đi đường rất là ảnh hưởng. Bởi vì nếu như giai đoạn đi đường của BDS mà bị thua, họ phải đổi chủ động hơn. Việc chủ động sẽ khiến nó trở thành điểm yếu của BDS hiện tại. Anh Trung nói hoàn toàn chính xác, không có một điều gì phải bàn cãi cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước đến ván thi đấu đầu tiên. Ván thi đấu đầu tiên cuộc chạm trán giữa Team Wales và đội tuyển họ BDS đã chính thức bắt đầu.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về Ngọc Siêu Cấp đến từ cả hai team nào. Anh Trung Văn đã có nói là nếu như đánh thẳng mặt thì bên phía của BDS họ có khả năng phòng thủ rất tốt. Nhưng nếu như team Whale vòng cánh, tạt cánh đánh đầu tốt ở trong ván điều này với Nico thì chắc chắn là khả năng lao vào sẽ rất khó để bảo kê nếu như bên phía của team Whale họ sốc sát thương lên mục tiêu. Họ đã có hai công cụ rất là rõ ràng. À không, tới ba công cụ lận. Họ đang sở hữu một con Nico, họ đang sở hữu được một con Rakan cộng kèm thêm Vigo. Đây là những vị tướng thật ra di chuyển sang cắm mắt sở nó lùi về nó cũng tương đối an toàn. Vigo mặc dù kém cả đội xíu nhưng bạn vẫn có là cái xương. Một cái kỹ năng E giúp cho bản thân của bạn rất là dễ để có thể phòng thủ và lùi về với cái khả năng tàng hình của bản thân mình. Rakan cũng tương tự vậy. Rakan thì qua tôi nói quá nhiều rồi. Cho nên chính vì điều đó nó sẽ giúp cho cái điểm mạnh bọc từ tuyến đằng sau của tuyến quê nó sẽ được phát triển tốt hơn và họ sẽ kiểm soát mắt tốt hơn. Như vậy là Atemis cầm mưa kiếm tỷ lệ rất cao, anh ta sẽ lên đồ theo hướng sát lực. Thì bây giờ Kai'Sa lên sát lực, đó là một cái kiếm âm u cùng với cả một cái dao hung tạc tiến hóa được kiêu quy rất nhiều sát thương vật lý cộng thêm cùng với cả là lượng chỉ số sát lực. Do đó thì cái kiểu lên đồ này nó sẽ tối ưu hóa cái chỉ số và lượng tiền với lượng tiền có được. Còn ở trong ván thiếu này, Spada cầm thiếu đốt đối đầu ở bên kia, đó là một con Darius tốc hành kết hợp với cả một cái nhịp độ trên người Reo là dư chấn rồi. Trong khi đó thì Ezreal trong tay Kauri là chinh phục, hai hỗ trợ đều sử dụng là nâng cấp bằng giá. Adam đánh rất chắc chắn, anh ta di chuyển để cắm mắt trước rồi sau đó anh ta mới bắt đầu di chuyển ra. Thì có một tình huống đánh nhau, Spada hình như là phát hiện hay chưa chăng đây. Adam bắt đầu di chuyển vào đi bộ vào một khít đánh thường đó, có Kenway đang được bung ra và Adam anh ta quyết định là không lên kỹ năng E mà ta lên kỹ năng W, tóc biến lên đánh cuối cùng lấy được toàn bộ lượng đồ tại người Spada. Anh ta đúng lấy tóc biến của Spada nhưng hình như nó không ổn lắm, cái này tóc biến để lấy lợi thế đi được. Nhưng cái này là không lời nha, nếu như Binjay lên sớm và vòng rừng của anh ta là vòng rừng từ dưới lên trên đã có một con bắt cắm ra rồi, bật luôn những gì có thể bây giờ mới lấy được tóc biến nhưng mất hai phép bổ trợ. Thực ra tôi nghĩ là Spada chỉ cần hết kinh nghiệm thôi đã là đủ rồi, anh ta không hề bị mất bất cứ một chỉ số kinh nghiệm nào. Nhưng cái việc mà anh ta tiến lên đã khiến cho cái lợi thế ở đường trên không còn nữa, lợi thế về hơn phép bổ trợ, và bây giờ hai người chơi đường trên không có phép bổ trợ Spada, anh ta đã mất đi cái lợi thế về máu so với đối phương rồi. Và quan trọng hết là Adam anh ta đang cầm cái khiên Rodan, còn Spada thì anh ta cầm cái kiếm Rodan. Nó sẽ khiến cho khả năng phục hồi đến từ Adam sẽ thoải mái hơn một tí so với là Spada phía bên kia chỉ tuyển. Spada lên được cấp độ 2, mức độ nguy hiểm cũng đang tương đối bị hạn chế. Đây là điều mà Binjay sẽ muốn, anh ta biết là có một con mắt cấm. Bởi vì Adam ra sao thì Spada sẽ có thể báo rằng là bùa đỏ đã bị lấy mất đi. Nhưng Shell đang di chuyển lên, anh ta cũng đang muốn tạo đột biến, anh ta bắt được cái bài này. Anh ta di chuyển lên và hỗ trợ cho Adam trong trường hợp Adam đang cố gắng đẩy lính vào bên trong. Một tình huống 2 đánh 2 là điều có thể được diễn ra. Một con mắt đã được phát hiện. Adam vẫn muốn băng trụ ở trang đây. Một tình huống muốn băng trụ sẽ cần phải suy nghĩ rất nhiều. Một con móc khá thành công, Shell đầu xin không thành công. Và trụ đang bắn vào người của Adam, Adam đang cần phải lùi ra xíu. Spada vẫn đang cố gắng phòng thủ và chắc chắn là Spada lên được cấp độ 3. Nhưng tình huống băng trụ nó vẫn có thể được diễn ra trong trường hợp mà Shell vẫn tiếp tục trụ lại ở đây. Nhưng hệ quả để lại là vô cùng nguy hiểm. Một tình huống tấn công hay chăng, Rory đã bị dính với cú quét tàn kiểu cho nên khả năng tấn công là bị hạn chế rồi. Đường trên băng trụ nhưng kịp hay không, đây một pha lướt lên W giữ răng lại và gây một tức tình huống giữ trên WSA đó không thành công, đã không đủ tầm. Adam vẫn đang muốn có một tình huống kéo nhưng không ổn lắm và chắc chắn là Spada đang nỗ lực để có thể tìm ra được hai con lính còn lại cho ta lên cấp độ 4. Anh ta đã có được khả năng phục hồi. Có vẻ như hơi vội vàng đến từ team Whale trong tiểu này, họ đang muốn tấn công người của Adam. Khi mà Adam không còn tốc biến ở trên người nữa, Spada vẫn còn thiêu đốt ở trong đó. Nhưng pha vừa rồi là Seo anh ta chắn cái choáng đến từ con bài Virgo. Và do đó thì khả năng tấn công người Darius là không còn nữa. Sự hỗ trợ đến từ Seo là vô cùng cần thiết ở đường trên này để giúp cho Adam vẫn giữ được một cái lợi thế trước người chơi đường trên của đối phương, đó là team Whale. Binjay cũng đang di chuyển lên và sẵn sàng cho một tấn công. Còn trong khi đó Seo phát hiện chưa, một con mắt cắm đã được phát hiện rồi. Seo đang nhảy, đang muốn tấn công, muốn giữ chân Binjay lại. Nhưng Adam liệu có thể giữ chân được, câu trả lời là không. Cái Seo đang muốn là tạo ra những áp lực. Binjay cũng đang đứng di chuyển để hỗ trợ cho Spada ở trong khoảng thời gian này. Adam đang di chuyển, đang muốn kéo, suy nghĩ rất kỹ, quyết định là không kéo. Lượng máu này, lượng máu lời đến từ phía BDS. Nhưng khu vực đường giữa, người đang có được sự bất ổn đó là nút. Nút sau cái pha mà bị áp lực vừa rồi thì mọi thứ đang tương đối tệ. Shell đang suy nghĩ đến câu chuyện là tóc biến suy tâm kích rồi không, để tóc biến thoát tung được khá thành công, kéo về khá là ổn và không có tình huống nào để bỏ chạy được cả. Mạng chiến có đầu cho Shell. Một tình huống mà Shell anh ta cố gắng ở lại, anh ta mới chỉ có 3 bãi cối rừng mà thôi, dành rất nhiều thời gian dành cho Adam. Và tình huống đó Spada không thể nào trả sát thương ngược lại vào người của Adam để giúp cho Binjay dồn sát thương người của Adam. Do đó thì Spada phải là người lên bản điểm số. Và chiến công đầu này nó sẽ khiến cho cá sấu trong tay Spada rất khó chơi khi mà anh ta mới chỉ có 12 chỉ số lính so với 31 của đối phương. Những áp lực vô cùng lớn ngay từ giai đoạn đầu của ván thi đấu và Binjay đang là người phải di chuyển để có thể phòng thủ và đặc biệt hơn hết là giải tỏa vài con lính, trong đó có một con lính xe nữa. Spada sẽ quay trở lại với đợt lính này, không có dịch chuyển gì nên tương đối khó Spada ở trong việc gia tăng thêm nguồn xử lý lính ở trong khoảng thời gian khó khăn này. Rồi quay trở lại vào tình huống này thôi, chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Nếu như Spada kịp thời làm choáng một người của Adam thì có lẽ là Binjay anh ta sẽ có cơ hội tấn công, nhưng không, làm quá tốt đến từ BDS ở trong tình huống đó. Do đó thì người chơi đứng trên của team Whale phải lên bàn đánh số. Và sau tình huống này tôi lại tiếc tới cái tình huống mà Spada mất đi tốc biến, đó là tình huống then chốt để dẫn tới tình huống này.
họ hơi vội trong tình huống đó, nhưng không sao. Cái quan trọng, nếu như ta nói nhiều về việc tiêu cực thì nhắc một tí xíu về cái điểm tích cực là mà hai cục vừa đổi rồi và tay của Shell, ít nhất là lượng trang bị đến tay Am nó vẫn chưa ở một cái mức độ quá kinh khủng khiến Spada sẽ cảm thấy mình bị ngợp. Có thể nếu như một tình huống upshot ngược trở lại thì tỷ lệ thắng đến từ Spada và Binzay là vẫn cao đấy. Shell vẫn tiếp tục di chuyển lên khu vực trên này, anh ta vẫn đang bỏ hoàn toàn bãi chim, anh ta đang biết được Binzay đang đi đâu, cho nên một con mắt được cắm, hai con mắt được cắm đến từ anh chàng Spada để nhằm mục đích là ngăn cản khả năng đánh thêm một lần nữa của đường trên. Và Shell vẫn đang giữ nguyên định, một tình huống kéo là điều có thể được diễn ra. Spada vừa đang hơi vướng quá và đây rồi, tấn công tiếp theo tới Shell. Cấp độ 6 sẽ là dành cho ai đó, nhưng quan trọng hơn hết là ở khu vực đường trên, cấp độ 6 đã có cho Adam sau khi anh ta chức điểm được con K6 kìa. Không cần cấp độ 6, nếu như Adam chơi chắc chắn thì anh ta có thể đánh một hai con lính lên cấp độ 6, từ đó Spada sẽ rất có những tình huống vừa rồi là lính rất xấu nha. Lính xấu là cái điều khiến cho Spada gặp cực kỳ nhiều khó khăn, và thêm nữa là Shell anh ta còn lên thêm một lần nữa bây giờ đứng giữa. Một tình huống tóc bí mật thật tới Shell sau pha quét tan kiểu, nhưng Glory vẫn kịp đủ sự tỉnh táo để thoát đi. Còn trong đó phía bên này sự hỗ trợ rất tốt để nhau đích là có được con cua 61 đồng rơi vào tay của Shell, và 2-0 đang là tỷ số đến từ các thành viên của BDS. Họ đang rất thoải mái, rất vô tư để có được một thế trận rất là tuyệt vời. Xử lý thông tin cực kỳ hay đi từ Adam cùng với cả Shell. Ngay lập tức họ đã có hai mạng ở đây. Đội hất tung lên khá thành công, bắt đầu cơ Mina được bung ra và lượng sát thương cho mọi người cũng là rất là vô cùng nhiều. Binzay đang chờ đợi W trúng hay không đây. W đã trúng giữ chân lại, có thì đốt được vòi vào và cảm giác thì biết không đủ sát thương. Crowdy đang tiếp tục dí W vào người và trúng một người còn lại. Như vậy là chỉ lấy được tốc biến của Army thôi, nhưng tình huống đó cũng là một tình huống mà giúp cho team Will lấy lại được một chút tinh thần. Đường trên bây giờ khó thở lắm rồi, Spada liên tiếp bị cấu rỉa máu và Adam đang lên làm một cái giày trước, anh ta lên giày như này rất khó lùi về. Quét tiền cái đội trúng W và bồi thêm cả sát thương nữa. Glory liệu có bị pha solo kill hay không, một pha xoắn trối khá thành công và cảm giác của Nook là đang có người gần đây, cho nên ta quyết định là không đánh tới một kết quả là hộ báo. Và trong khi đó thì Glory vẫn còn đó chiêu cuối. Thật ra team Will có thể suy nghĩ tới con rồng ở giai đoạn này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem nào. Adam kéo chính xác rồi, một khá thành công. Spada hiện tại anh ta đang bị dính nội tạng bật thân. K6 rồi quay trở lại tấn công liệu để không đây một thủ đúng cắt và sắc lướt về được, và ngay lập tức Adam đang quay trở lại cho con lính của bản thân mình. Bây giờ đang có một tờ lính to, nếu như Shell lên đường trên thêm một lần nữa thì chắc chắn là Spada có thể sẽ phải lên bài điểm số lần thứ 3. Nhưng quyết định của BDS đó là họ muốn đánh xoay quanh khu vực hang rồng. Quá khó thở từ K6 rồi, và Spada bây giờ anh ta phải farm ở trong trụ rồng được kích hoạt đến từ Shell. Khi mà Darius đang có dấu hiệu là di chuyển ở trên bản đồ, anh ta không có di chuyển nhưng anh ta đi thẳng ra khu vàng rồng. Anh ta đang bắt đầu để có thể tìm ra được thêm vài nguồn tài nguyên nữa, ví dụ như nguồn ánh sáng chẳng hạn. Anh ta đang di chuyển qua khu vực rừng của đối phương và bắt đầu cắm một con mắt để biết được xem bùa đỏ như thế nào. Còn trong Spada không quá nhiều thông tin, anh ta không có bất cứ cái thông tin nào đến từ đối thủ cả, và khi đối thủ đi ngang qua cái con mắt đó thì ngay lập tức mới có thông tin là Adam hiện tại đang làm gì. Còn trong khu vực nửa cánh dưới cứ ngỡ rằng là bùa sẽ có một con rồng chẳng hạn dành cho đội tuyển Quê với một cơ hội lớn, nhưng không, BDS vẫn đánh quá tốt, họ kiểm soát được khu vực giữa và Crown này cũng như Laprop vẫn đang giữ được thân mình. Đây rồi, hất tung lấy được cái tóc biến nó từ nút, và ít nhất cũng đã là một động thái tốt rồi. Binjay đang muốn cố gắng gỡ gạc lại khi anh ta tấn công vào sứ giả khe nứt này. Adam đang chạy ra khu vực hang sứ giả, bây giờ anh ta có thể cân đôi nha, phải hết sức cẩn thận. Đây rồi, đang combo vào Spada, hiện tại đây không có thần cấp 6, anh ta sử dụng cắt và sắc liên tục để có thể bỏ chạy. Người đang hỗ trợ và tóc biến lên, hấp tung lên khá thành công, sẵn rõ thành công, và tiếp theo là một cú pháo hạt nữa đang nổ liên tục. Qua mẹ đã có, nhận là Glory. Adam dứt điểm được người chơi đường trên của team Wales, và ngay lập tức Binjay, anh ta có được không, anh ta có điều mình cần, anh ta cầm cú chiêu cuối để có thể bỏ chạy. Lavrov đang bung combo của mình ra và chiêu cuối ép bắt buộc phải sử dụng thêm Binjay mà thôi. Binjay thoát. Như vậy là một đổi một kết hợp với sứ giả khe nứt. Pha trao đổi này là pha trao đổi mà team Will có lời, và họ đã có được sứ giả khe nứt rồi, rút ngắn lượng tiền chênh lệch bây giờ chỉ là tầm 500 tiền mà thôi. Nhưng đường trên tôi vẫn đang rất lo ngại dành cho Spada ở pha thi đấu vừa rồi. Team Will bây giờ họ đã tung ra tương đối nhiều phe bổ trợ, Ori mất đi tốc biến, BA cũng là như vậy, Binjay không có chiêu cuối nữa, ngay lập tức họ phải lùi về và Shell tận dụng thời điểm đó đi thẳng vào rừng đối phương. Còn trong khi đó thì biết rồi, khu vực đường dưới ta cũng phải bỏ một khoảng thời gian khá là lớn để có thể di chuyển và hỗ trợ ngay khu vực sứ giả khe nứt. Spada nghĩ pha này đánh nhau nhiều quá là sợ đó anh ta chạy ra để hỗ trợ chứ. Tôi nghĩ là Spada là muốn nghĩ rằng Adam anh ta chạy ra hang sứ giả. Nhưng Adam tỉnh táo một điểm là Adam anh ta đứng ở trong bụi đó, anh ta chờ đối phương để cấu máu trước và lấy được mạng đối phương thì càng tốt, và anh ta lấy được mạng thật. Đây rồi, Adam có thể bắt hay chăng? Đây, Adam bật luôn cả thằng 6 Shell đang di chuyển tới với cái sức hút kinh hoàng xuyên tâm kích đã khá thành công, đã sử dụng sức hút kinh hoàng nhưng mà tạm thời chưa cuối được. Adam đang không có một tình huống quay rất hay và đang cố gắng cân ngay. Binzay không thể nào thở, tại bị chém chết từ Adam. Adam tìm mục tiêu còn lại và Adam đang hết cố gắng cân một pha dây chuyển vào hỗ trợ. Đôi xoay điều quá đẹp từ Adam. Anh ta đang nhắm vào người của Pierre. Adam vẫn đang tiếp tục tấn công, đã hết hiệu lực lên cái thiêu đấu. Xoay lần nữa, quá tuyệt vời, và triple kill cho Adam. Người chơi đường trên đến tình huống của BDS thật sự rất kinh dị.
cái nhịp độ chết người của anh ta nó khiến cho Adam cái tích 5 stack quá nhanh đi và gây được cái lượng sát thương rất lớn. Không cần cái chiêu cuối đến từ Adam nhưng anh ta vẫn có được một pha triple kill ở pha thi đấu vừa rồi. KD của anh ta là 501 và Sparta ngộp lắm rồi. Rõ ràng là anh ta vẫn là một người chơi Darius cực kỳ kinh nghiệm ở trên. Tôi chỉ đang đặt một câu hỏi cho mình là cái pha xoay rìu mà mấu chốt từ Adam là cái tình huống xoay cuối đó, là cái câu chuyện gì đã khiến cho cái team quay họ bị lỡ nhịp bỏ không thoát khỏi cái pha xoay đó nhỉ? Anh ta bị choáng nhưng anh ta vẫn kịp tung cái xoay trước khi mà bị choáng. Chào tiếng lại đây, chúng ta sẽ cùng xem lại nhịp độ chết người. Tích stack rất nhanh và cái móng vuốt đặc ám của Virgo ở pha thi đấu này nó lại không chính xác và khiến cho cái lượng sát thương của team Will dồn lên người của Adam là không đủ. Và khi mà Darius vẫn còn sống thì khả năng cò cưa và khả năng gây sát thương với 5 stack là quá khủng khiếp. Anh ta bị hất tung chưa quy, rất khủng khiếp. Nhưng cái mà tôi đang muốn nhắc tới đây chính là cái tình huống của Sparta đi vào cái xoay bánh của Adam thì nó hơi liều và nó khiến cho anh chàng đã phải nằm xuống, tốc độ tương đối là nhanh. Và Adam đang tiếp tục đang muốn solo kill, một cú bổ, ui! Không hết. Xuất huyết đủ hay không đây? Ui, con cá sấu chạy mẫu một cách không thương tiếc và nằm xuống rồi. Quá nhiều sát thương. 6-0 cho Adam. Và cấp độ 10 so với cấp độ 7. Quá khó ở đường trên. Và Sparta bây giờ anh ta cực kỳ khó thở ở đường trên này. Thậm chí là Adam nếu như anh ta đánh tự tin, anh ta có thể chặn lính ở giữa hai trụ và khiến cho Sparta không hit được kinh nghiệm ở đường trên này. Còn bây giờ thì Team Will họ sẽ phải đối sách như thế nào đây? Họ đang muốn khai thác vào nút không còn tốc biến. Anh ta vẫn chưa hồi tốc biến ở trên người, nhưng ngay lập tức Cell thi đấu quá hay đi. Ở chỗ nào cần có anh ta thì anh ta có mặt. Cái sự đột biến từ Cell là rất là tốt. Anh ta đang khiến cho tổ gần như là khá là ngợp ở trong ván thi đấu này. Và cách thì của Team Wales họ vẫn đang nỗ lực quay trở lại được cái ván thi đấu. Chỉ có một điểm tích cực nhất mà bây giờ Team Wales có thể nghĩ tới là trong 7 mạng gục mà BDS có, 6 mạng rơi hết vào tay của Adam. Nếu như có những tình huống giao tranh bạn khiến cho Adam không tham gia vào thì ít nhất là nhìn vào lượng trang bị nó vẫn có những cái tình huống xem, nó vẫn có những tình huống tương tự nhau, ngang nhau một tí xíu. Nhưng ít nhất là Ray cùng với cả Timex ở trong ván thi đấu này vẫn có được những ngưỡng trang bị nhất định để họ có thể xả sát thương ở trong giao tranh. Bởi vì đây là hai thành viên chủ lực của Team Will để có thể san sẻ cái lượng sát thương mà Sparta có thể gây ra lên đối phương. Nhưng bây giờ thì Team Will họ đang muốn để cho Artemis cùng với cả BE lên đường trên này. Kiếm Mabu đã có rồi, chỉ còn 5 stack nữa lưỡi hái sẽ được tích và khiến cho Artemis là tiến hóa xong trung quy. Sparta bây giờ không chịu nổi nhiều đâu, bởi vì một cú xoay của Adam là đủ lực rồi. Anh ta đang có thêm khả năng làm chậm dựa trên cái chi phản kích nữa, cho nên mọi thứ sẽ tương đối khó. Con Sinh Rất đã được thả ra và Artemis thật sự đang muốn cho video đó, những phát bắn này sẽ giúp cho Artemis nghĩ tới câu chuyện là mình sẽ có thể có được con sứ giả khe nứt dựa trên cái lớp khiên mà nó mang lại cho bản thân của mình. Đây rồi, Artemis có tiền. Coi như là hiện tại nữa, kênh của Tickwell đang không thực sự là khó khăn lắm, nhưng một vấn đề lớn được mở ra. Nói về cái thế trận hào hoảng BDS là trùm, họ đang sở hữu được một con SU farm rất cháy và tam hợp kiếm nó hoàn thành xong, còn kèm tới một con Syndra nằm tay của Nút nữa. Nút bây giờ cần món đầu, một Syndra có được món đầu là một Syndra khá là khỏe. Đây, chúng ta sẽ cùng xem lại mà tình huống Sparta phải nằm xuống thôi. Sparta phải nói tình huống này là tình huống mà anh ta không hết lực để ra hưởng lính mà thôi, nhưng bạn càng hưởng lính thì bạn càng dễ đập xuất bùm. Kinh khủng khiếp, sát thương rất nhiều luôn với 5 stack ở trên người. Đây tình huống mà Sparta bị rơi vào thế lính khó rồi. Những cái tình huống mà Sparta gặp cái thế lính khó thì ngay lập tức Sparta bị khai thác bởi đối phương. Adam đánh con Darius này rất khó chịu, cầm nhịp độ chết người tức là thiên về landing, sẽ bổ chiêu cuối không mạnh ở trong giao tranh tổng về giai đoạn sau. Nhưng đầu game đánh với những vị tướng mà sẽ yếu hơn ở trong giao tranh tổng như là ví dụ như trong rank chẳng hạn, gặp Teemo thì cầm cái này cũng rất ngon, gặp cá sấu cũng sẽ ngon, gặp Queen chẳng hạn cũng cầm cái này cũng ngon. Một tình huống gắn giữ chân lại nhưng Lavrov vẫn có thể thoát khỏi tình huống tấn công tới được BJ. Một tình huống đầu game vẫn đang giúp trên phía của BDS có được một thế trận vô cùng tuyệt vời. Họ có 5 lớp khiên trụ, 875 vàng và chưa kể đến lượng tiền được dùng hầu hết vào người của Adam sau những mạng gục của anh chàng này. Và nếu như bây giờ qua phút 15, nó sẽ có một chỉ số, là cái chỉ số chênh lệch tiền. Thì tôi cảm giác cái chỉ số mà chênh lệch giữa Adam và Sparta nó có thể lên trên 1000 là khiêm tốn. Ui trời ơi, nó một món luôn anh ạ. À, một món trang bị 3.330 tiền. Như ít nhất là Gory cùng với cả Themis cùng cả BN đang có lượng tiền là hơn so đối phương. Chúng ta cố gắng động viên nhau là như vậy đi để giúp cho Team Will họ có được sức mạnh tinh thần. Và tôi nghĩ rằng Team Will họ cũng đang tập trung hết sức, chứ họ không có dấu hiệu là mất tinh thần hay buông xuôi. Đúng rồi. Điều bây giờ Sparta đang cần phải làm đó là làm sao đó có thể giữ chân được con Darius này để cho nửa cánh dưới sẽ có được những nguồn sát thương chất lượng để có được chiến pha 4-4 cực kỳ tuyệt vời. Adam đang đổi đường, anh ta đã di chuyển lên khu vực đường trên này để nhằm mục đích là có được cái trụ đầu tiên của khu vực đường trên. Nó rất yếu ớt, nó rất mềm mỏng rồi. Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi, BDS có thể kết thúc được nó mà thôi. Và nếu như có được nó thì BDS cơ hội họ sở hữu con Sigrid là vô cùng cao.
Rồng tiếp theo thì BDS họ đã ăn rồi, họ đã có được hai con rồng trong ván thi đấu này, đang muốn khai thác vào Nook. Nook anh ta lên giày pháp sư trong thi đấu này, do đó thì anh ta ở đây rồi. Nook đang tìm mọi cách để có thể bắt bớ anh ta, đang bị giữ chân lại, đã bị hình dính hiệu ứng tung chiêu cuối để trở sẵn chiêu cuối được bung ra. Nook né không được và là mạng dành cho BinJ. Người chơi sẽ gánh team cùng với cả Timbits ở trong ván thi đấu này, nhưng đáp trả ngược lại thì BDS họ đang muốn tấn công con sứ giả Khenus. Spada đang có khoảng trống để farm cấp độ, nhưng mà rõ ràng là Team Quay họ đã dự trù sẵn cái câu chuyện là cái trụ đầu tiên ở khu vực đường trên nó sẽ mất 100% và con Sigrid họ không đánh được. Đúng thì vậy, họ đánh đường dưới và quan trọng là nó thành công. Đây là điều mà cái Team Quay họ làm được. Và nếu như nói về cái tình huống trao đổi này thì tôi cảm giác nói về điểm kinh tế nha, nó sẽ không gọi là lời một cách quá kinh khủng như đối với Team Quay, nhưng ít nhất họ gượng được và họ đoán được đối thủ đang làm gì. Họ gỡ được ở trong tiểu này là một điều rất quan trọng, bởi vì Adam được cắt cử lên đường trên đánh sứ giả rồi. Spada chắc chắn sẽ không thể nào can thiệp con sứ giả được, và đó là tình huống mà Team Quay họ đã làm tốt để giúp cho Spada có được cái trụ đầu tiên ở dưới là cái thứ nhất, cái thứ hai là anh ta có được lượng trang bị, lượng cấp độ nhất định, và hơn nữa deny được rất nhiều chỉ số lính của đối phương. Một ván đấu mà từ nãy giờ Crowny vẫn đang được farm thoải mái 267 về nước mắt rồi, và cái bây giờ cần đó là về và có được thêm những món trang bị nữa để nhằm gia tăng thêm nguồn sức mạnh của bản thân mình. Còn Nook không có tốc biến, một lần nữa con Syndra này sẽ tự đưa mình một tư thế nó tương đối là khó khăn đấy chứ. Và nếu như cái theo thời gian thì tôi cảm giác Nook sẽ còn bị khai thác thêm một lần nữa. Tại vì bạn không có tóc biến, bạn cầm con Syndra, bạn sẽ rất dễ bị đánh ở trong trường hợp mà trụ đầu tiên nó bị mất đi ở dưới. Trong CC quá khéo đến từ BE cũng gặp BJ này và lấy được cả tóc biến của đối phương nữa. Đó cũng sẽ là một thông tin rất quan trọng để giúp cho họ có thể khai thác vào Nook thêm một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem là Team Will họ đang thua thiệt so với đối phương tầm khoảng là hơn 2k vàng và hai con rồng. Con rồng tiếp theo tôi nghĩ nếu như mà họ tự tin họ có thể đánh được ở trong tình huống đó. Rồng tiếp theo sẽ là rồng đất. Ui, con rồng đất nó rơi vào tay của BDS thì kinh khủng lắm. Blaprop với lại anh chàng đi rừng Shell đang là những người chơi mang tiên hướng là chống chịu. Mà nếu như bạn có thêm nguồn sức mạnh của rồng đất thì cơn thảm họa mang tên chống chịu sẽ được mở ra rất là to. Mà thôi, giữ chân được Crowny lại, và Crowny đang trong tư thế khó, ta quay trở lại tất cả kỹ năng quy của mình nhưng không ổn. Xin chào, Đức đã được thả. Còn Glory rồi, nếu như trống như thế này thì Glory sẽ là người cố gắng nỗ lực để có được công trình trụ một khu đường trên. Con Syndra đang di chuyển lên, nhưng Syndra đang di chuyển một cách rất là cẩn thận. Tại vì nếu như anh ta đi thẳng mặt, anh ta không chắc bất cứ một cái bụi nào, không có tốc biến, tỷ lệ nằm xuống vô cùng cao. Điều này giúp cho kéo dài khoảng thời gian này, và Glory anh ta đã có được điều mình cần thiết, đó là công trình khu đường trên. Và bây giờ Team Will họ không thua công trình so với đối phương nữa, nhưng đường giữa đang có áp lực đẩy đến từ Glory. Labrop đang combo vào bộ hút hất tung lên, và Shell đang chạy vào để hỗ trợ lấy được chiêu cuối. Binzai mất tốc biến rồi bỏ chạy, sau khi ta sử dụng chiêu cuối của bản thân mình mất đi rồi. Và sau những thông tin này thì có lẽ con rồng tiếp theo Team Will sẽ rất khó đánh. Cái tuyệt mệnh không còn nữa, không còn tốc biến từ BinJ. Và ngay lập tức thì các thành viên BDS họ lấy xong cái trụ đầu tiên đường giữa, họ đi thẳng vào rồng đối phương để cắm mắt. Và sau đó thì họ sẽ hướng tới con rồng là con rồng đất. Linh hồn rồng đất ở trong ván thi đấu này sẽ là một linh hồn rồng để giảm rất mạnh. Crowny đang nhắm, Crowny đang nhắm. Xin lỗi bạn, là Glory. Glory đang nhắm tới, ta đang bị kéo lại từ để tấn công của Quack Tank kiểu để xem nào. Glory cố gắng dậm nhảy nhưng không thành công. Glory không có được một cú đỡ hòa, và ngay lập tức Adam tìm được bản gục thứ 7 cho bản thân của mình. Adam anh ta chạy khắp bản đồ để hỗ trợ dành cho những người đồng đội của mình. Thực sự quá kinh khủng đến từ một con Darius. Nhưng mà mất hai chiêu cuối rồi thì... Nhưng mà vẫn rất khó đánh hàng rồng. Thực sự là rất khó đánh. Đây, chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống mà Ori anh ta định gây áp lực bên cánh chờ Hugo của BJ tới. Nhưng không ngờ một điều đó là Adam anh ta xuất hiện ở cánh trên. Đây là một điều mà chúng ta sẽ không thường thấy ở các giải đấu chuyên nghiệp với một người chơi đường trên. Sau cái tình huống đó, Team Will sẽ rút được một bài học mang tên kinh nghiệm rất là dài đấy, chứ không phải là không đâu. Và con rồng nó đang được mở ra, thì cái BDS họ đang rất thoải mái. Shell đang di chuyển vào, và anh ta đang làm tất cả những có thể để cho mục đích là có được con bùa xanh. Còn trong khi đó, Team Will họ bỏ cuộc rồi. Họ cảm giác con rồng này nó quá xa tầm với của họ. Họ đang chuyển sang những địa chỉ khác. Họ đang bắt đầu dần dần đi lấy lượng tầm nhìn nhiều nhất có thể, dâu nhất có thể, để một phần đó hạn chế đi những pha tấn công đột biến. Binzai cắm một con mắt, thấy được Shell đang đi qua đi lại, anh ta đang nhắm, anh ta vẫn đang tìm một cách để có thể khai thác được, không thể nào tranh cướp được con cóc mặc dù nó nằm bên trong khu vực rừng của mình. Team Will bây giờ họ sẽ phải nhìn đối phương ăn con rồng thứ ba trong ván thi đấu này. BE đang muốn lên đường trên để hỗ trợ dành cho Spada gỡ gạc lại được một cái điều gì đó, nhưng ngay lập tức Darius trong cái Adam đã lùi về rồi. Và bây giờ thì BDS họ cướp xong mảng rừng phía dưới, họ lấy con rồng thứ ba và họ đang snowball rất tốt ở trong ván thi đấu thứ nhất này. Câu chuyện tạo đột biến từ Shell nó vẫn đang được nhắc tới rất nhiều. Rõ ràng Shell vẫn đang tạo được những sự đột biến 104, một con rêu di chuyển liên tục xuyên suốt từ đệ tới giờ, tạo áp lực, có được chữ lượng tầm nhìn, và đang khiến cho cái Team Wells chưa bao giờ đưa mình vào một thử giao tranh. Và càng về sau khi bộ đôi Labrador và Shell càng trâu thì rất khó để cho đội hình của Team Wells có thể khai thác được người sát thương. Chúng ta sẽ cùng chờ xem cái cửa để giúp cho Team Wells quay trở lại ván thi đấu này là gì nào.
có lẽ là họ sẽ cố gắng sốc sát thương vào người của Núc hoặc là Brownie càng nhanh càng tốt, tránh là con Alista cover dành cho những người đồng đội. Bởi vì nếu như họ không làm nhanh thì họ sẽ không có bất cứ một cái cửa nào để giao tranh so với đối phương. Chúng ta thấy một điểm là BDS họ di chuyển xoay tua với nhau rất tốt. Bắt Adam được không ta? Bây giờ chỉ có một trường hợp Adam chạy. Ôi Adam chạy vô thật này. Adam chạy vào thật và ta đã bị giữ gây một lượng sát thương vô cùng lớn. Ta đi giữ trên một khoảng thời gian mất tốc biết ta đo một cú xây điều quá tuyệt vời xuống cái quang bung ra một hút nghiền nát ba người. Adam đang tiếp tục hỗ trợ một pha dậm nhảy xuống và Núc đã dứt điểm được Spada. Phía còn lại thì biết đang cố gắng ba Grani lướt lên tấn công ta bắn một phía tấn thương ba biết cũng đã phải đặt xuống một đường bung ra hai sát dành cho PDS. Đây là cơ hội để giúp cho Team Will lấy được thế trận trong tiếng này. Nhưng rõ ràng BDS quá trâu với một con Darius đã cầm bóng. Hai thành viên giữ lại bộ hút nghiền nát hút vào trong thế khó. W trúng vào người BE cố gắng bỏ chạy nhưng mà không thành công. Lắm kỳ đang quy giúp cho Núc của đội bạn cùng. Glory cố gắng thoát đi. Một con mắt được thể phát hiện được Glory đang đi đâu. Baron đã có BDS và Glory sẽ phải chạy bằng tất cả gì tốt nhất. Anh ta bị dính kỹ năng quy. Anh ta đang cố gắng phân thân mình ra. Anh ta có thể chuyển hóa chăng? Anh ta cố gắng giải quyết vài con lính. Quét tan kiểu của Núc đang chờ sẵn và tốc biến bảo thuật. W đến từ Crowley không trúng và sử dụng nhảy kéo đội thủ về quét tay kiểu Núc có được bài gục hết thật sự rồi. Một tình huống để cố gắng gỡ gạc lại được. Adam anh ta sẽ có một mạng sắt đau 1.000 tiền khi là đau quẩy quá ghê với cái móng vuốt Stardust ở trên người và liên tiếp hồi máu với những cái pha dìu của mình. Thực sự là BDS họ đánh rất hay ở trong ván thi đấu thứ nhất này. Tuy họ cũng đã có những cái nỗ lực nhất định, nhưng thứ nhất là Sparta anh ta còn thiếu kinh nghiệm, thứ hai đó là đối phương chơi quá hay, hỗ trợ liên tiếp cho nhau. Đầu tiên là Seo anh ta hỗ trợ dành cho Adam, sau đó thì Adam chạy để hỗ trợ những người khác. Và bây giờ họ đã có một pha giao tranh thành công, lấy được 4 mạng của đối phương và hướng tới là con Baron thành công. Sparta phải này trâu thật sự, cứ ngỡ như ta sẽ phải đâm xuống nhưng tóc biến vẫn còn đó và đó là pha xoay 4 người. Cái móng vuốt nó giúp cho anh ta có được cái lớp khiên cực kỳ khổng lồ. Và Thaymis cố gắng lao thẳng vào nhưng Adam tiếp tục hồi máu với cái pha xoay dìu của mình. Đơn giản là Adam quá hay ở trong tình huống xử lý vừa rồi. Và Team Wales họ đã có những lúc làm có những cố gắng. Lượng sát thương của Artemis và các thành viên còn lại ở mức độ khá là tốt đấy chứ. Nhưng chúng ta hãy nhìn Adam 3.396 đến từ những tình huống xoay rìu của anh chàng này. Chưa kể đến nội tại đốt rất nhiều và toàn bộ đội hình của đối phương nữa. Hiện tại thì BDS họ đang muốn tấn công cái trụ thứ hai và họ đã có được cái trụ thứ hai đứng giữa rồi. Sau đó thì họ đang kéo người xuống đường dưới, lấy dần những cái dàn trụ ngoài của đối phương. Và có lẽ rằng là BDS họ đang chờ để cố gắng kết thúc ván thi đấu này. Thứ nhất đó là họ sẽ tận dụng một loại Baron càng nhanh càng tốt. Cái thứ hai đó là họ sẽ hướng tới linh hồn rồng. Khi con rồng tiếp theo là con rồng đất, 1 phút 56 giây nó sẽ hồi sinh. Không thể nào phòng thủ được. BDS họ đang quá khó chịu khi chia người sang hai cánh. Bây giờ tôi nhìn vào đồ của mình phía tiếp theo. Thật ra tôi không biết cái này gọi là thông cảm hay không. Từ từ Glory. Đây rồi, giờ nhảy lên vẫn giữ được chứ không phải hỗ trợ quét tiên kiểu qua hay bộ hút nghiền đang khắp tôi thì biết lên xuống cùng hàng ba thành viên bùng nổ sức mạnh. Núc dứt điểm được một người và tiếp theo sẽ là người chơi là cái tranh Binzay được cố gắng thoát đi. W lấy được tóc biến đến từ Binzay, phải làm thôi, nếu không làm thì chắc chắn không còn cửa nào. Nhưng đối phương chơi quá hay, Grammy anh ta sử dụng dịch chuyển hợp sau đó là quét tan kiểu của Núc, không thể nào tiếp cận được với một con Nico. Và bây giờ các thành viên của Team Will họ đã mất đi xạ thủ chủ lực rồi, sau đó thì BDS họ đang đẩy. Và đây một trụ bảo vệ nhà chính đã đổ xeo đang di chuyển vào xin đã trúng đang chờ được hút về. Quét tiền kiểu 4 người nó quá kinh dị. Và đây là Adam, đây là Prop, đây là Shell hỗ trợ thêm được crowd đi và Núc trong tình huống tấn công rồi. Bây giờ chính tay Binzay đang bị kéo về bị tấn công một tình huống bỏ hút thêm một thành viên đẩy vào thế khó nữa. Binzay đã phải bỏ chạy trên bàn điểm số và Adam bị chúng quét theo 3 người luôn. Và tiếp theo nữa là Núc, tiếp theo nữa là những thành viên còn lại cố gắng gây sát thương. Shell đeo gắn bỏ chạy tại vì dính một cú thiêu đốt, anh ta vẫn còn có thể thở được. Crowd đi đang đúp đi vào bắn vào nhà chính tóc biến lên tấn công Spada nhưng không thành công. Chi thắng cho BDS. Và BDS họ đã có một ván thi đấu rất xuất sắc với hai người chơi đứng trên và đi rừng. Họ hỗ trợ qua lại lẫn nhau để khiến cho Sparta cực kỳ khó thở trong ván thi đấu thứ nhất này. Team Will mặc dù họ đã cố gắng hết sức để có thể comeback, nhưng có lẽ đối phương đã thi đấu quá hay. Một con Darius thần cho tài của Adam. Và Adam vẫn là thợ Darius. Nhưng mà chúng ta thật ra như thế này, BDS họ thắng là nhờ họ đánh hay hơn. Rõ ràng họ đánh hay hơn, họ macro kinh dị, họ đọc được bên phía Team Will sẽ làm gì. Từ những đường đảo đường, từ những tình huống di chuyển và giống như là hỗ trợ nữa. Tất cả mọi thứ của BDS làm rất là tốt. Đây là một ván thi đấu mà chúng ta nên dành những lời khen cho BDS nhiều hơn một tí xíu. Bởi vì Adam xử lý quá kinh dị, Adam có thể đoán được gần như tất cả mọi thứ và khả năng di chuyển của Adam nó quá là ghê. Và Team Wales, Sparta lần đầu tiên ra thế giới gặp phải một Adam đang ở một phong độ quá cao thì việc mà bạn thua thiệt là điều mà chúng ta có thể dễ hiểu. Mà chưa kể đến cặp đôi Adam với lại anh chàng Shell đã đánh với nhau rất là lâu rồi, cho nên không vấn đề gì cả. Thực sự là Adam đã thi đấu quá là hay trong ván này, cả Shell nữa. Những cái điểm mà cần có Shell thì Shell có mặt để giúp cho những người chơi đi lane của mình rất là dễ chơi.
Và đây sẽ là một thử thách cực kỳ lớn. Và bây giờ thì Team Wales họ sẽ không còn đường lùi nữa rồi. Họ bắt buộc phải giành chiến thắng ở ván thi đấu thứ hai nếu như muốn nuôi hy vọng là giành chiến thắng ở trong cặp thi đấu ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến với bản phân tích. Trong đợi ở ván thi đấu này, khi mà bên phía Team Wales đã có những tình huống tấn công rất là tốt ở người đi đường giữa, nhưng pha này của Rory tôi thấy là hơi đáng tiếc thật. Không có nhiều thông tin nên Rory không cần phải đi đến tận bụi cỏ tràng 3 này làm gì cả. Và đây là một pha mà rất đáng tiếc. Đáng tiếc ở đây là cách lên đồ của Adam. Anh ta lên móng vuốt Serac đồ 2. Anh ta trước đấy đã lên một cái áo choàng gai. Mà sát thương của Team Wales ở trong giai đoạn này chủ yếu là sát thương đánh tay, sát thương vật lý đến từ một con cái xa sát lực, một con Viego có 8 hợp và một con cá sấu. Còn sát thương của Glory thì bị hạn chế hơn. Theo cái cách hồi nãy mà Hasmet nói là lên đồ mà không cho gỡ á, đúng không? Vâng. Lên đồ kiểu đó đánh chắc kèo tới mức mà không cho chúng ta một cơ hội nào để gỡ lại. Nếu như con Darius đó là một Darius Dam thì may ra vào vòng cửa. Và hồi nãy thì rất là mong Hasmet có thể chia sẻ lại cái cách mà chúng ta khắc phục ở khu vực đường trên nữa. Em nghĩ cách khắc phục ở khu vực đường trên đó chính là mình sẽ xin nghỉ bấm bích lại. đấy. Ông, thực ra nha, thực ra đối với đội khác thì bích con cá sấu này đầu ok. Nhưng mà khi mà đối đầu với Adam thì nếu như lộ kèo tốt ra trước thật sự rất nguy hiểm. Thực ra đúng là như vậy, bởi vì Adam là một người chuyên gia pick, gọi là counter pick. Chúng ta có thể nhìn thấy là nếu mà pick Cassante thì ta sẽ pick Garen. Nếu mà pick Reton thì ta sẽ cầm Darius. Mà vấn đề là Team Wales ở đội 2, nghĩa là bạn được quyền giành lượt cuối cùng để counter pick lại đội hình của Team BDS. Vậy thì tại sao chúng ta không giữ lại cái lượt counter pick đấy ở lượt cuối cùng để cho Sparta có thể nhìn được cái việc là Adam chọn tướng nào rồi. Và sau đó anh ta pick một cái chất tướng mà nếu không thắng được Len thì không thua nặng đến như vậy. Có thể gọi Sparta là dị nhân. Anh ta thật sự là một dị nhân trên khu vực đường trên. Và cái sự thua thiệt ở khu vực đường trên đã nằm trong dự tính ban đầu rồi. Nhưng mà tôi mong là Hasmet có thể chia sẻ lại là lý do tại sao thua nặng như vậy. Và sau khi chúng ta thua 1-2 mạng thì cần phải làm gì? Em nghĩ thì lý do thua nặng như vậy là pha đầu tiên khi mà Degas anh ta đã dùng cái tốc biến của mình trao đổi trước đó và lấy lại lợi thế trên về lane về mặt áp lực lính, và anh ta dùng tốc hành để trao đổi của cái flash của Sparta, nhưng mà có lẽ Sparta lát khá là sớm cho nên đã mắc phép hỗ trợ và kèm theo đó là không thể gọi lên gần găng được vì Adam đã tích được một quay khá là to và lấy 3 level trước. Em nghĩ cách khắc phục chỉ có thể là nhìn lính, mình gán hết ẹp bao con đầu không farm cũng được, chỉ lấy ẹp thôi, và sau đó mình đợi farm tới level 3 có 30 nộ và gọi gần găng. Có khi là đánh giống cái kiểu của Aparman hồi nãy nó lại hợp lý đâu nè. Tại vì khi mà thua nặng như vậy và Darius là một vị tướng rất thích những vị tướng lao vào cầm chiến, những tình huống outplay đến từ con Darius của Adam nó quá là khó chịu đi. Và thêm nữa, nếu như trong đánh ranh chúng ta gọi đó là đánh láo, nhưng mà đây Adam đánh không hề bất cần tí nào. Anh ta đánh luôn luôn có rừng phía sau, đợt lính đẩy cao 2/3 như thế và luôn luôn có rừng đứng sau backup. Mỗi khi bên chúng ta xuất hiện muốn phản công á thì họ lại có cách đối sách rất là nhanh, đúng không? Bởi vì đội hình ban pick của Team Wales ấy thì có con Kai'Sa, mà Kai'Sa lên theo kiểu sát lực ấy thì Adam đã lên luôn cho mình là cái giày thép gai ở trang bị đầu tiên. Và con Darius thì cái tầm xoay quy của nó lại bằng đúng cái tầm đánh tay của Kai'Sa, nghĩa là Kai'Sa muốn tấn công vào người của Adam chắc chắn bạn sẽ dính quy, mà thậm chí là dính quy rìa luôn, đam rất là to và hồi phục lại máu cho Darius. Nên nếu mà để con Darius quá xanh như trong trận đấu vừa rồi, chúng ta nhìn thấy là ngay cả Artemis cũng không thể nào mà gây sát thương được và dám tấn công vào một con Darius như vậy. Vậy thì có lẽ bước vào ván đấu thứ hai, chúng ta nghĩ là nên thay đổi một cách cấm chọn một chút, có thể dành cho Smada cái lượt chọn về sau, hoặc là chọn những xạ thủ thả diều cũng được, ví dụ chọn Ezreal là một xạ thủ khá là an toàn. Và trận đấu vừa rồi chúng ta nhìn thấy là Crowdy anh ta cũng là một người đóng góp rất thầm lặng cho cái chiến thắng của Team BDS, lượng sát thương của anh ta cũng khá là đáng kể. Và hôm bữa mà BDS đối đầu với Golden Guardian á, chúng ta cũng thấy rõ ràng là Adam luôn luôn có được lực tích sâu, và tôi cũng muốn xem thử ở một kịch bản khi mà bắt buộc ta phải chọn trước thì Adam sẽ đem ra cái gì. Và hình như là ván 1 là anh ta đem ra con cá sấu, thì ít ra con cá sấu chúng ta phải có đối sách. Nếu mà anh muốn hỏi Hasmet là nếu mà đối phương mà pick trước cá sấu ấy thì không phải Darius thì em sẽ mang cái gì ra? Nếu heo là em thì em nếu mà em là Adam thì em sẽ mang những vi tướng có thể khá là gọi là cục súc trên top, không phải là con người, như là Vayne này, Kalista, Win. Em sẽ đem những vi tướng AD lên top và cũng khá là bị nhiều chỉ trích
Đoạn này che lại nha. Đề nghị mọi người không thử tại nhà. Rõ ràng đúng không? Hazmat là đánh top. Nhưng mà mấy con tướng đấy là top top. Chứ không phải đứng trên nhá. Thực ra là những vị tướng này có thể đi với Darius tốt, nhưng mà nó lại khó vận hành với đội hình. Và chỉ cần nằm xuống một mạng thôi, gọi rừng lên nằm xuống một mạng thôi, tôi thấy là cái đường nó toát luôn. Cho nên là hy vọng như nãy chúng ta đã bàn luận rất là nhiều rồi, sẽ ít nhất sẽ dành cho Sparta có một lần bích sau, để anh ta có được một cái kèo chắc tướng gọi là hòa hoãn nhất có thể trên đường trên. Tại vì rõ ràng Adam anh ta có lợi thế, anh ta di chuyển vào rừng rất là may không tìm thấy Binzay, chứ nếu như mà cái pha di chuyển vào rừng mà thấy Binzay là có khi Binzay cũng đi. Cái pha đấy là rất là nguy hiểm. Viego cũng là một vị tướng mà lúc đầu lượng máu của bạn cũng rất là yếu. Trong cái pha thi đấu mà 2 đánh 2 ở đường trên, chúng ta có thể nhìn thấy được là Adam đã chọn mục tiêu rất là tốt. Anh ta chọn là anh ta dồn sát thương vào con Viego trước, sau đó anh ta mới quay sang hạ gục cá sấu. Và khi mà Rakan xuất hiện, một cái tình huống xoay quy ngay cái lúc mà xuất hiện hành tráng của Rakan, nó đã dứt điểm là Sparta. Và sau đó thì Bie cũng đầm luôn. Kể từ phút đấy tôi nghĩ là con Darius tôi có hai câu hỏi. Tôi có hai câu hỏi. Đầu tiên, hôm nay là bêu máy gì hết mét? Hôm nay là bêu 3. Bây giờ mình thua một ván, mình đánh hai ván nữa đúng không anh Dương? Đúng rồi. Và chúng ta còn hai ván nữa. Ngay bây giờ xin mời các bạn hãy đến ngay với bài bình luận của chúng tôi.